Em ơi, bên em có điều chỉnh giúp cho em theo yêu cầu của anh được không? Bên chị đang có giúp cho em như này, bên em có thể gia công ý chang như vậy được không? Đó là một trong rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi nhận được trong suốt thời gian vừa qua. Dạ, bên em hỗ trợ hết từ nghiên cứu công thức có sẵn cho đến điều chỉnh và sáng tạo theo mong muốn của khách hàng. Ngoài ra, bên em còn cho khách hàng gợi ý khi định hướng sản phẩm mới, chính sách thương hiệu mỹ phẩm bứt phá trên số trên thị trường. Đến với gia công mỹ phẩm Hồng Trúc, chúng tôi chịu trách nhiệm với khách hàng đối tác trong việc điều chỉnh công thức, thành phần, mùi hương theo đúng sở thích và mô hình kinh doanh. Với đội ngũ ba đi trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển công thức độc quyền cho tất cả các mã hàng hiện có trên thị trường mỹ phẩm. Gia công mỹ phẩm Hồng Trúc sẵn sàng tinh chỉnh mẫu mã cho đến khi nhận được máy gật đầu hài lòng từ quý khách hàng. Bên cạnh những công thức được phối trộn tỉ mỉ theo nhu cầu của chủ thương hiệu mỹ phẩm, gia công mỹ phẩm Hồng Trúc không ngừng sáng tạo những công thức mới, hot trend nhằm đáp ứng nhu cầu đón đầu xu hướng của chủ thương hiệu mỹ phẩm. Đồng thời, chúng tôi cải tiến chất lượng công thức thông qua việc sử dụng các hạt chất có nguồn gốc rõ ràng, xuất xứ cao cấp hàng đầu Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc. Đặc biệt, với hình thức gia công mỹ phẩm trọn gói, khách hàng chỉ cần lên ý tưởng hoặc gửi mẫu công thức có sẵn, gia công mỹ phẩm Hồng Trúc hoàn toàn có thể nghiên cứu sản xuất đúng theo yêu cầu của chủ thương hiệu mỹ phẩm. Chúng tôi cam kết bảo mật trọn đời công thức, thông tin của khách hàng và quý đối tác. Gia công mỹ phẩm Hồng Trúc chuyên cung cấp giải pháp độc quyền công thức sản phẩm, mang đến sự phát triển bền vững cho chủ thương hiệu mỹ phẩm. Nhấn ngay vào nút gửi tin nhắn bên dưới để nhận được tư vấn chi tiết.